Trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, đặc biệt là từ sau chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch bệnh, Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên đã chủ động điều chỉnh phương thức tác nghiệp để vừa phòng chống dịch, vừa đảm bảo nhiệm vụ chính trị là cung cấp những thông tin chính thống kịp thời tới nhân dân. Sáng nay thì mình sẽ vào trong bệnh viện nào cổ này cách ly những trường hợp ở đại từ xuống. Trao đổi ý tưởng đề tài, thống nhất cách thức tác nghiệp là quy trình bắt buộc đối với mỗi một ekip phóng viên thời sự trước khi lên đường thực hiện sản phẩm báo chí của mình. Tuy nhiên, tác nghiệp ở thời điểm dịch bệnh, các phóng viên còn phải tuân thủ một cách nghiêm ngặt những quy định khác. Bên cạnh những cái phương pháp làm việc truyền thống, tiếp cận thông tin truyền thống thì chúng tôi có thể sử dụng linh hoạt các biện pháp như là sử dụng các thiết bị điện tử, mic không dây, giữ khoảng cách tối thiểu với nhân vật đó là 2m và đeo khẩu trang. Đến những cái vùng dịch hay là những cái nơi mà có nguy cơ lây nhiễm cao thì chúng tôi cũng thực hiện nghiêm các quy định về phòng dịch tại cơ sở để làm sao có thể vừa đảm bảo an toàn cho cơ quan, cho cộng đồng, cho cá nhân mà vẫn có thể cung cấp tới khán giả thông tin kịp thời và chính xác nhất. Thay đổi phương thức sản xuất nhưng vẫn phải đảm bảo tính thời sự, tính hấp dẫn của chương trình. Từ phỏng vấn trực tiếp, các phóng viên, biên tập viên đã chuyển sang phỏng vấn online. Nhiều ý tưởng thực hiện chương trình mới đã được triển khai nhằm truyền tải nội dung một cách hiệu quả nhất đến với khán thính giả. Để có thể thực hiện được những cuộc phỏng vấn xuyên quốc gia, gửi tới quý khán giả những thông tin cập nhật, những quan điểm của chuyên gia, của người dân ở những quốc gia đang cao điểm về dịch bệnh. Và việc ứng dụng công nghệ kỹ thuật hiện đại trong quá trình tác nghiệp thì giúp chúng tôi có thể hoàn thành được nhiệm vụ của mình, cũng như là tránh được những nguy cơ về dịch bệnh COVID-19 trong quá trình tác nghiệp trực tiếp ngoài hiện trường. Ngay từ đầu mùa dịch, Ban Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên đã tính đến các phương án sản xuất chương trình trong điều kiện đặc thù. Bởi vậy, ngay sau khi chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ được ban hành, Đài đã nhanh chóng triển khai việc điều chỉnh phương thức tác nghiệp và quy trình sản xuất của đơn vị, đảm bảo duy trì phát sóng, chương trình phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử 24/24 giờ cả 7 ngày trong tuần với 10 hạ tầng truyền dẫn khác nhau. Đài cũng đã chủ động sớm kiến nghị Ủy ban tỉnh tham gia cái hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh. Hiện nay thì mở rộng là hơn 60 đơn vị. Qua cái hệ thống này chúng tôi tổ chức thành hai điểm. Một là cái điểm của tại Ban Giám đốc, phòng trực tiếp là đồng chí giám đốc để tiếp thu lãnh hội công việc chỉ đạo. Thứ hai nữa là thiết lập một cái phòng riêng để cho các đồng chí phóng viên tác nghiệp lấy thông tin từ tất cả các điểm cầu thông qua các cuộc họp trực tuyến. Từ giữa tháng 3, Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo để tổ chức dạy học trên truyền hình. Những ngày này, ekip thực hiện chương trình vẫn đang nỗ lực để liên tục ghi hình, sản xuất và phát sóng các bài giảng, không làm gián đoạn quá trình ôn tập của học sinh. Đây không chỉ là giải pháp cấp thiết trong bối cảnh hiện tại, mà còn là tiền đề để Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên phát triển các chương trình khoa giáo trên nền tảng ứng dụng số trong thời gian tới. Đội ngũ phóng viên của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên đã có mặt ở những điểm nóng nhất để phản ánh một cách chân thực công tác phòng chống dịch bệnh. Các chương trình trên mọi loại hình báo chí vẫn được duy trì sản xuất. Việc truyền thông rộng rãi và cập nhật các tin tức thời sự chính thống, kịp thời, hướng dẫn các cách phòng tránh dịch là nhiệm vụ hàng đầu mà Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên xác định ở thời điểm này.